Tôi suy nghĩ sâu hơn nữa, nhìn những vị sĩ quan của nhà kỹ thuật ngồi trước mặt, lòng tôi bỗng tự dưng dâng lên một niềm kính phục kỳ lạ. Giữa lúc có nhiều ông sĩ quan cao cấp đem bán cả gạo, cả súng đạn cho giặc thì những con người Việt Nam này, những sĩ quan trẻ tuổi này, mặt mày lo âu, mắt ai nấy đỏ ngầu vì thiếu ngủ, đang ngồi chờ sự quyết định của tôi. Nếu tôi đồng ý, các vị sẽ cứu được những người lính của mình, những người tuy không phải bà con ruột thịt nhưng tình chiến hữu còn kháng khích, còn cao hơn máu mủ ruột thịt. Nếu tôi từ chối, chẳng làm gì tôi cả và tôi sẽ không bị lôi thôi rắc rối với phi đoàn hay pháp luật. Nhưng nếu làm vậy, tôi biết những người lính lôi hổ anh dũng kia có thể bị giặc bắt hay tàn sát vào lương tâm tôi. Cái lương tâm của một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, dù mang một cấp bậc rất nhỏ là thiếu úy sẽ dằn vặt sâu xé tôi suốt đời. Tôi lại nghĩ đến những lần cất cánh trái phép để đi chơi bời, đi ăn nhậu, săn chính phủ, tàu bay chính phủ, tôi sử dụng trái phép như thế chẳng khác gì tôi phạm tội tham nhũng, ăn cắp của công. Tôi chửi bới người khác tham nhũng, còn tôi ai sẽ chửi bới tôi? Lớn ăn theo lớn, nhỏ phá theo nhỏ, còn gì là cái gia tài của quốc gia? Ông đại quý nha kỹ thuật mời tôi điếu thuốc. Ông cười cầu tài, tôi thấy nụ cười của người đàn anh trong quân đội sao vừa buồn mà lại vừa oai dũng, vừa chịu đựng lại vừa quyết liệt. Ông nói giống như người anh khuyên bảo đứa em trai. À, thiếu quý cứ tính đi, anh em chúng tôi không muốn làm cho thiếu quý kẹt. Nhưng à, nếu giúp được chúng tôi sẽ cảm ơn vô cùng. Vì trách nhiệm, vì tình chiến hữu sắc son, vì muốn cứu mấy người lính của ông ta, một vị đại quý oai hùng của nha kỹ thuật đã mời thuốc lá và cười cầu tài với một chú thiếu quý quắt con như tôi. Tôi bỗng thấy trái tim mình như trướng máu, lòng dạ xót xa bồi hồi. Tự nhiên tôi thấy thương quân đội tôi, dân tộc tôi vô cùng. Ngày nào quân đội tôi còn những sĩ quan như thế này, ngày đó chúng tôi và những người đàn em của ông ta còn có lý do để mà hãnh diện chiến đấu. Quân đội tôi, cái quân đội nghèo nàn bắt đầu không phải từ con số 0, mà từ con số trừ to lớn bởi vì đã bị móp méo coi thường ngay từ những giây phút đầu tiên. Bọn Cộng sản đã lòe được thiên hạ để mang cái vỏ quân đội nhân dân bên ngoài. Chúng tôi những chiến sĩ của nhân dân thật sự thì lại mang tiếng là lính hậu thân của quân đội thuộc địa. Hàng bao nhiêu năm qua, bạn cũng như thù, đã đem quân đội tôi ra mà nhục mạ, bêu xấu, hành hạ đủ điều. Tôi không phủ nhận quân đội tôi đã có những thằng tướng hèn, tướng phản bội, tướng nấu giáo cho giặc. Nhưng trên cõi đời này có cái gì là tuyệt đối? Những bê bối, những xấu xa, quân đội nào chả có, đâu phải chỉ riêng mình quân đội tôi. Chính những người sĩ quan có một binh chủng hung hãn nhất quân lực ngồi trước mặt tôi ngày hôm nay, làm cho tôi nghẹn ngào mà hãnh diện, vui mà buồn. Tôi nhớ đến cái chết của thằng em tôi tại chiến trường Tân Cảnh ngập máu năm nào. Mỗi lần nghĩ về em, lòng tôi như bị ai đâm lúc cán một lưỡi dao. Tôi lại nhớ đến lời nói của thân phụ. Không thể sống mãi như một người vô trách nhiệm. Trách nhiệm của tôi, một sĩ quan xuất thân trường bộ binh Thủ Đức, một phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong hoàn cảnh này là gì? Là bằng mọi cách phải cứu cho bằng được những chiến sĩ lôi hổ căng trường kia. Tôi cũng đã suy nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra cho tôi. Đi tù, các xe ga lông, ra tòa án quân sự, vân vân. Và cũng có thể sẽ chẳng có gì xảy ra cho tôi hết. Không thể sống mãi như một người vô trách nhiệm. Câu nói của thân phụ lại trở về ám ảnh lấy tôi. Tôi gật đầu mặt đen lại với câu nói quyết định. Được, tôi sẽ cất cánh mà khỏi cần phi vụ lệnh, đại quý cho người đi bay với tôi. Ba khuôn mặt đang buồn thảm bỗng trở nên sáng ngời như những vì sao. Vị đại quý đứng dậy đưa hai tay ra nắm lấy vai tôi, giọng hân hở như đứa con nít được quà. Em bay cho tôi à, thật à. Thế thì quý hoa quá, hay quá, tốt quá. Thế mới là huynh đệ chi binh chứ. Mà cất cánh à, bất ngờ như vậy có sao không, có kẹt gì cho em không? Đã lỡ giúp tôi đành giúp cho trọn. Không sao đâu đại quý, cùng lắm là bị phi đoàn trưởng xài xẻ chút thôi. Tôi đứng dậy ra đầu giường để chuẩn bị dụng cụ phi hành. Khi thấy tôi lôi cây AK-47 từ trong góc giường ra, một người hỏi. Ha, anh thích xài AK ư? Tôi hãnh diện khoe. Dạ, quà của Trung tá Xuân, tham mưu trưởng quân đoàn cho đấy. Tôi vốn là một thằng ngược đời, thằng hiệp bản thân nhất có lần bảo tôi.
Con người mày à, kỳ lạ làm sao ấy, mày luôn luôn á, phải có tí gì khác người thì ăn cơm mới thấy ngon. Thiên hạ đeo súng ở thắt lưng thì mày đeo ở nách, đeo lon ở vai thì mày đeo ở cổ, xài M16 thì mày thủ AK, coi giống như một thằng du kích giữa cổng. Anh em khoái đánh bài thì mày tối ngày cứ ôm mấy cuốn sách mà đọc, thích nói chuyện chơi bời thì mày lại giảng kinh dịch, bàn chuyện tử vi tướng số quan đường và triết lý lẩm cẩm, không biết chừng nào mày mới khá được như chúng tao. Tôi phóng lên chiếc xe Jeep của nhà kỹ thuật, ông đại quý lái xe, tôi leo ra phía sau ngồi, nhưng ông ta nhất định không chịu bắt tôi ngồi ghế trước với ông. Từ chối không được, tôi đành phải ngồi ở ghế trước. Ông đại quý và ông trung quý kia ngồi sau. Ông đại quý ngồi sau không tới trước, đưa cho tôi coi tấm bản đồ với những khoanh màu xanh màu đỏ đủ thứ và bắt đầu briefing. Đã bay vùng này mấy năm nên tôi chẳng lạ gì, nhìn qua là tôi nhớ liền. Sau vài phút đồng hồ, tôi đưa một ngón tay lên trời ra dấu nhận và hiểu. Xe phóng thẳng lên phi trường Quảng Đức, là một quả đồi nhỏ. Tôi lên tàu quay máy chở ông đại quý bay tới vùng làm việc. Chừng 2 tiếng đồng hồ sau, tôi đem tàu về đáp. Cả tôi và vị sĩ quan nha kỹ thuật hả hay sung sướng vì phi vụ coi như thành công mỹ mãn. Ông ta đã kiếm được hết mấy đứa con đi lạc và gom họ hướng về một landing zone an toàn. Ngày mai sẽ có một họp đoàn trực thăng lên bốc họ về. Di chuyển tàu về tới bến đậu, tôi loáng thoáng trông thấy mấy cái áo bay nhấp nhô ở đằng xa, một dấu hiệu không tốt. Mẹ, lại có chuyện rồi, tôi lẩm bẩm. Biết thế nhưng giờ phút này không phải là giờ phút để hối hận, muốn ra sao thì ra, tôi cóc cần. Tắt máy xong, tôi tháo mũ bay chụp cây AK và leo xuống tàu. Bình thản tự tin, chiếc xe Jeep của nha kỹ thuật ào tới như một cơn lốc. Vị đại quý nha kỹ thuật nọ bước xuống thân mật đưa tay cầm nón bay của tôi. Để tôi đưa em về, mình ghé qua tiệm cơm kiếm chút gì bỏ bụng. Cảm ơn em rất nhiều, tối nay anh em chúng tôi ngủ yên giấc được rồi. Khuôn mặt ông ta rạng rỡ dưới ánh nắng vàng của chiều cao nguyên Quảng Đức. Tôi đứng yên hất đầu về phía có nhóm người đang mặc áo bay. Cảm ơn đại quý nhân, chắc tôi phải cất cánh phi vụ kế tiếp, hình như anh em đang chờ. Chiến trường đang ở hồi khốc liệt, chẳng ai có thì giờ cà kê lẩm cẩm, chúng tôi vội vã chia tay nhau, mỗi người trong bọn họ siết chặt tay tôi nói những lời cảm ơn chân tình. Đáp xuống từ một độ cao cho nên hai lỗ tai tôi còn hơi bị ù, nghe được tiếng còn tiếng mất. Tôi không nghe được hết nhưng tôi nhìn thấy hết trong ánh mắt của họ, vẻ trìu mến biết ơn và cảm phục. Trước khi leo lên xe Jeep, vị đại quý nọ bảo tôi hy vọng không có gì rắc rối cho em. Tôi có nói chuyện với ông biệt đội trưởng của em. Ông bảo đối với ông không có gì trở ngại, nhưng nếu có gì cứ gọi cho tôi sẽ nhờ chiến đoàn can thiệp. Thôi, cảm ơn em lần nữa nhé. Ráng giữ thân mình. Anh em báo cáo việc cộng có đem quả tiễn tầm nhiệt SA-7 về đây từ hồi đầu chiến dịch đó. Tôi vẫy tay chào, chiếc xe lăn bánh đi. Nhưng được vài vòng bỗng ngừng lại và ve lui đến trước mặt tôi, ông đại quý hấn hở. Dội quá nên quên. Tôi có mấy cây AK còn mới tinh, ngày mai tôi sẽ ghé qua biệt đội tặng em một cây làm kỷ niệm. Tôi mỉm cười cảm ơn ông đại quý. Thật ra thì lúc ấy tôi đã chán AK rồi, nặng bỏ mẹ đang tính bán cây AK đang cầm để mua chai rượu. Tôi nghĩ giá ngày đại quý tặng tôi một chai rượu thì tốt hơn nhưng không dám nói ra. Chiếc xe Jeep lại lăn bánh, lần này chiếc xe mất hút giữa đám bụi mù. Tôi tà tà lê từng bước một đến chỗ bãi đổ xăng của biệt đội. Đại quý nhân đã ghia ghiếc, một danh từ chỉ phi công đã trang bị phi hành đầy đủ, xong đang chờ đợi tôi. Biết thân phận mình, tôi liền biểu diễn một nụ cười cầu tài để do thám tình hình. Đại quý nhân cười theo rất thông cảm, rất chân thật, như thế là quá tốt. Sếp địa phương mà thông cảm được như thế thì tôi đỡ được một gánh nặng. Đại quý nhân cũng chẳng hỏi tôi đi bay đâu mới về. Đúng hơn cả hai chẳng nói gì nhiều với nhau. Ông đại quý chỉ bảo cất cánh lẹ lên để còn bàn giao với chiếc L-19 đang làm việc trên vùng. Suốt phi vụ ngày đại quý chẳng nói gì về chuyện cất cánh vừa rồi, tôi cũng lờ luôn. Trước khi về đáp, ngài đại quý chỉ đề cập đến vấn đề của tôi hơi quán tắc. Chuyện đi bay của chú anh à, coi như không biết, anh à đồng ý chuyện chú làm, chỉ sợ kẹt là kẹt phi đoàn thôi. Chú biết tính ông Tám mà, ông biết được thì thế nào cũng có chuyện. Và phi đoàn trưởng của tôi đã biết được chuyện này ngay cả trước khi tôi về đáp với đại quý nhân. Biết bằng cách nào tôi không biết và cũng chẳng cần tìm hiểu. Xã hội nào, thời đại nào, tập thể nào cũng luôn luôn có những con ký sinh trùng thối tha sống bám vào máu mủ của đồng loại bằng cách báo cáo vặt để kiếm tí điểm tí ân huệ dư thừa.
Cách hay nhất để sống là đừng thèm để ý hay biết đến bọn này, biết chỉ làm cho mình bực mình. Ngày hôm đó tôi bay tổng cộng hơn 10 tiếng đồng hồ nên về đến biệt đội là phóng lên giường ngủ như chết, quên cả ăn uống. Sáng hôm sau lãnh từ Nha Trang gọi về, không cho thiếu quý nhị đi đâu hết, bảo hắn chuẩn bị hành lý có tàu lên trở về phi đoàn. Đại quý nhân đích thân nhận chỉ thị này sau khi bị sài sẻ thậm tệ trong điện thoại. Lúc ấy trời còn tối mịt, tôi đang nằm trên giường thưởng thức điếu thuốc cấp tăng đầu tiên trong ngày. Tôi chỉ nghe ngài đại quý đáp những câu vắn tắt như: tôi không biết trung tá. Dạ, làm sao tôi biết được trung tá? Chừng đó thôi cũng giúp tôi hiểu được cái số phận của mình. Gắt điện thoại cái cục, đại quý nhân nổi máu giang hồ đứng giữa phòng chửi đổng cho tất cả biệt đội nghe. Mẹ cái thằng củ cải hèn hạ khốn nạn nào báo cáo, phải báo cáo cho đúng. Chuyện thằng nhị làm thì tao biết, cái củ cải gì, sao lại lôi cả tao vào. Mẹ, tao mà biết được cái thằng củ cải chó má đó thì tao dặn cổ. Đã biết tính tình của đại quý nhân, chẳng có thằng củ cải nào dám mở miệng. Tiếng quát tháo của ông đại quý phi công lúc trời chưa sáng như vang dội cả núi rừng Quảng Đức. Tôi hút xong điếu thuốc nằm im nhìn lên khoảng tối âm u trên trần nhà. Âm u như đất nước tôi, dân tộc tôi. Một lần nữa tôi lại làm phiền đại quý nhân. Ông đại quý này và tôi có nhiều kỷ niệm lạ lùng, tôi sẽ đề cập tới trong một lúc khác. Chửi bới một lúc xong, ngài đại quý đến bên giường tôi kêu ra ngoài nói chuyện. Mặt trời vùng cao nguyên hôm ấy dậy khá trễ, gần 6 giờ mà vẫn chưa chịu ló mặt ra. Tôi và đại quý nhân đứng hút thuốc ngoài biệt đội trong bóng tối gần tàn của rạng đông. Trên một ngọn đồi nhìn xéo xéo xuống thung lũng mờ mờ phía trước, gió cao nguyên thổi lồng lộng, hơi lạnh lạnh lòng tăng thêm giá trị của hơi thuốc lá buổi sáng sớm. Dòng sông đáp la dưới chân đồi tuy không nhìn thấy nhưng tiếng nước chảy xiết bao trùm cả không gian. Trong một thoáng tôi cảm thấy yêu cái cuộc đời tan bồng hồ thị của người phi công. Nay đây mây đó trên khắp nẻo quê hương. Tôi thấy mình càng ngày càng gắn bó hơn với cái nơi chốn mà người ta gọi là tổ quốc. Khuôn mặt đại quý nhân có dấu buồn phiền mệt mỏi khi đầu điếu thuốc được trích lên. Ông Tám kêu em về, U-17 cất cánh rồi sắp sửa đáp bây giờ. Tôi trả lời tỉnh bơ, tù là cùng chứ gì, còn phải nói tù là cái chắc rồi thằng em, nhưng tù cái không đáng tù mới là đáng nói. Tôi chẳng thấy buồn phiền gì cả, lính mà, em quen rồi anh nhân. Ông đại quý tới coi tướng em à, nói xấu mày không đeo nổi cái loan trung quý, thiếu quý là danh phận tục đỉnh rồi. Đại quý nhân bỗng bật cười, mày chưa bị xuống chữ quý là may. Nhiều khi tao tự hỏi tại sao quân đội lại để cho một thằng ba ga như mày đeo lon thiếu quý, những thằng ngỗ nghịch như tao lại đeo lon đại quý. Cả hai chúng tôi cùng cười, tiếng cười như che lấp cả núi rừng chung quanh. Khi chúng tôi quay vào, vầng thái dương vừa từ từ ló dạng, cả không gian cả bầu trời bừng lên một sức sống mãnh liệt. Trạng đông ở quê hương mình đẹp đẽ và hùng dũng làm sao. Sáng hôm đó tôi về lại Nha Trang. Trước khi đi tôi cũng không gọi điện thoại cho mấy ông lôi hổ để từ giã. Tôi biết họ rất tốt nhưng sẽ chẳng giúp gì được cho tôi. Mỗi quân chủng đều có một đường lối làm việc riêng. Hơn nữa, hôm qua trước khi cất cánh tôi đã suy nghĩ kỹ và sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì sẽ xảy đến cho mình. Khi leo lên tàu từ giã Quảng Đức, tôi vẫy tay chào đại quý nhân và chẳng hề cảm thấy hối hận chút nào, mà trái lại tôi còn cảm thấy hạnh diện nữa. Tôi đã sống như một người có trách nhiệm như thân phụ tôi đã dạy. Vào trình diện ông Tám, tôi tỉnh bơ đưa tay lên chào mà không hề thấy sợ sệt hay mặc cảm gì cả. Ông mời tôi ngồi nói chuyện với tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ làm tôi hơi ngạc nhiên. Ông hỏi tôi chuyện gì xảy ra, tôi kể lại mọi chuyện rồi kết luận. Thưa thầy, chính tôi đề nghị bay giúp họ, họ không có ép hay năn nỉ gì cả. Tôi thấy cần bay phi vụ đó nên tôi bay, đơn giản như thế thôi. Bây giờ thì tôi chấp nhận mọi hình phạt của thầy. Tôi nhìn thẳng vào mặt ông Tám mà nói như thế. Lần đầu tiên tôi thấy ông có vẻ hơi bối rối nhưng ông nắm được thế thượng phong ngay. Chuyện anh làm có thể đúng. Nhưng anh nghĩ coi quân đội sẽ như thế nào, nếu anh muốn làm gì thì làm. Phi công muốn cất cánh thì cất cánh, lính thiết giáp muốn lái xe tăng đi đâu thì lái vân vân. Nếu ai cũng muốn như thế thì làm sao có thể điều hành và chỉ huy một tập thể to lớn như quân đội được. Lại bài Moren cũ rích mà lúc ấy tôi chẳng còn muốn nghe nữa. Dĩ nhiên là ông ta nói đúng nhưng bây giờ tôi không muốn ngồi đây để nghe giảng hay cãi lý với ông ta. Mẹ, trước sau gì cũng đi tù, tôi muốn đi tù càng sớm càng tốt. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Sau hàng trăm phi vụ hành quân ở Quảng Đức gần tháng qua,
Tôi muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ một giấc thật dài, dù là ở trại hối thất hay ở đâu. Ít nhất ở trong tù Nha Trang, tôi không sợ bị ăn đạn pháo kích của giặc tự nhiên tôi đâm liều. Trước sau gì tôi cũng đi tù, thầy cho tôi đi sống chừng nào tốt chừng đó. Tôi mệt mỏi quá rồi, không có thời giờ ngồi đây để nghe giảng. Trung tá Tám như khựng lại sau câu nói liều lĩnh của tôi. Phi đoàn tôi chưa có ai nói chuyện với sếp lớn kiểu này, nhưng con người có sức chịu đựng của nó. Suy nghĩ một lúc ông nói, được, tôi sẽ cho anh đi tù. Câu tiếp theo sau làm cho tôi giật nảy mình. Tôi à, đã nói anh là một người có tâm hồn và tài năng, tôi đã không lầm. Tôi chưa biết nói gì thì ông tiếp. Nói thật với anh rằng hôm qua nếu tôi là anh thì tôi cũng làm như anh mà thôi. Anh xứng đáng là một phi công tài giỏi của không quân. Nhưng với cương vị là phi đoàn trưởng của anh, tôi phải phạt anh, phạt nhưng rất phục. Phục cái kiểu mẹ gì lại bắt tôi đi nhấu. Tôi nói với lòng mình như thế và đứng lên đi ra chẳng muốn nói gì thêm nữa. Ra khỏi phi đoàn tôi leo lên chiếc xe jeep của quân cảnh đã đợi sẵn bên ngoài. Ngồi trên xe trực chỉ cải hối thất sư đoàn 2 không quân tôi lẩm bẩm. Mẹ lại những chiếc xe jeep. Sáng hôm sau tôi được thả ra kèm theo sự vụ lệnh đi phép 5 ngày. Đó là lần thứ tư và cũng là lần ủ tờ cuối cùng của tôi. Nhưng như đã nói, lần này khác hơn những lần trước. Tôi lần lẫn bước vào cải hối thất, ngẩng đầu lên cao, lòng cảm thấy sung sướng, không hề hối hận, không chút gì buồn phiền. Đó là một lần rất ít trong cuộc đời binh nghiệp khiêm nhường ngắn ngủi của tôi. Tôi cảm thấy đã làm một việc gì thật sự cho quê hương đất nước. Nếu phải bắt đầu làm lại từ đầu, tôi cũng sẽ không ngần ngại làm y như cũ. Ngày hôm sau, tôi cũng quên không gọi lên biệt đội xem có ai tặng tôi cây AK không, và tôi cũng chẳng bao giờ có dịp gặp lại vị đại quý nha kỹ thuật tận tâm nọ. Mười mấy năm sau trên đất khách, tôi hy vọng người đại quý ngày nọ của nha kỹ thuật, nếu trời còn thương để cho đại quý không tự sát ngày 30 tháng 4, hay đã không bị kẻ thù giết chết trong các trại tù và vượt biên được sang thế giới tự do này. Nếu đọc được bài này, không hiểu đại quý còn có nhớ đến một buổi trưa ngút ngàn khói lửa ngày nào tại quận lỵ Quảng Đức quê mình. Tôi chẳng dám đòi cây AK đại quý đã hứa đâu. Chỉ muốn tỏ một chút lòng ngưỡng mộ đối với đại quý, đối với anh em nha kỹ thuật. Nếu đại quý đọc được những hàng chữ này thì dù có cách trở xa xôi, dù tâm hồn đã héo hon tàn tạ sau mười mấy năm đau thương tủi nhục, xin hãy cùng tôi cất lên tiếng cười cho một chút quá khứ đáng hãnh diện. Chúng ta là những người trai sinh nhầm thời loạn, đành phải mặc áo nhà binh để bảo vệ non sông tổ quốc. Tôi biết đại quý cũng như tôi, chúng ta nào có thích gì cái trò chơi lửa đạn, mây gì cái bông mai vàng trên cậu áo với số lương tháng không bằng một ngày làm việc của anh tài xế taxi. Ngày xưa trong cơn binh lửa, chúng ta là những kẻ bị thiệt thòi nhiều nhất. Ngày hôm nay tàn cuộc binh đao, chúng ta lại là những kẻ bị trả thù tàn nhẫn nhất, bị hành hạ và lăng nhục nặng nề nhất. Hàng trăm thứ tội đều được đổ lên đầu chúng ta, gọi chúng ta bằng những danh từ bị ổi hèn hạ nhất, như nợ máu với nhân dân. Nợ gì khi chúng ta đã bỏ hết tuổi thanh xuân quý giá đi nằm gai ném mật băng rừng lội suối, ngủ bờ ngủ bụi ngày này qua tháng nọ để gìn giữ cho xóm làng được yên vui, cho trẻ thơ được rộn rã tiếng cười, cho buổi họp chợ ban mai được yên lành trong nắng sớm, cho mái chùa công công còn được giống lên những hồi chuông tính mộ, cho ngôi giáo đường thành phố còn nhịp nhàng vang lên những bản thánh ca nghe dịu dàng thanh thoát như những tiếng hát của thiên thần.